Hôm nay mình đang đi ra công sườn. Con này là con VinFast Felice xe điện. Thì tình trạng của con này là nó đang bị quơ cái đầu. Khi mà buông tay ra thì nó sẽ bị quơ, nó bị đảo giống như múa lân vậy đó. Phương án khắc phục là bây giờ mình sẽ cặp thêm miếng la thép vào cái sườn giữa, cũng như là cái ke tam giác ở phần góc phía dưới. Thì từ cái phần mà sắt ống tròn ở sườn giữa mà mình gia cố thêm cái chữ U vô thì nó sẽ làm cho cái phần thân giữa nó cứng hơn. Các bạn thấy là cái sườn giữa là thân tròn, mình cặp thêm một cái chữ U thép vào thì nó sẽ chống cái tình trạng là quơ ngang cũng như là quơ dọc. Phần phía trên cổ lái trên cao thì mình cũng có gia cố thêm một cái phần la thép đứng để cho phần cốp lái nó trở nên cứng chắc hơn, ít có bị dao động theo cái chiều dọc khi mà cái xe nó di chuyển. Ngoài ra thì mình cũng có làm thêm cho nó một cái xương sống nè. Các bạn thấy cái xương sống mình làm từ phía trước, mình làm dọc xuống phần bụng phía dưới, thì cái phần xương sống này nó sẽ giúp cho cái chiếc xe mình nó đỡ bị dao động trước sau. Thì với một cái cấu trúc xe đó là xe tay ga như thế này á, thì cái việc dao động trước sau là không thể nào tránh khỏi rồi. Tại vì cái phần sườn thì nó chỉ có một đoạn ở từ phía dưới nó đưa lên, chứ nó không có được cái sườn ngang giống như mấy chiếc xe underbone hay là xe mô tô. Thành ra là khi mình chạy á, cái phần tay lái nó sẽ dao động từ trước ra sau rất là dữ dội ha. Thì mình sẽ kiềng thêm một phần xương đó cho cái xe nó cứng hơn. Thì anh em nào mà có đang đi xe điện á, thì sẽ biết cái tình trạng đó là khi mà mình chạy từ 30 cho tới 50 cái số trên giờ mà buông cái tay ra là cái xe nó sẽ quơ thôi rồi luôn, quơ trái phải, rồi sau đó cái xe sẽ trở nên dễ giống như con cá lóc vậy đó. Thì hai cái miếng tam giác mà mình đang hàn vào nè thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng xe nó bớt dễ theo phương ngang đi, tại vì cái sườn nó cho nên cứng chắc hơn, ổn định hơn, thì cái việc dao động của cái phần bánh lái á, sẽ ít hơn, thì từ đó nó giúp cho cái xe mình đỡ bị múa lân. Tuy nhiên mà để chắc chắn là sẽ khắc phục hết được toàn bộ tình trạng múa lân thì mình khuyên là anh em nên gắn cái trợ lực sườn để có thể cho cái xe mình nó không có bị quá là cứng ở cái phần đầu khi mà mình gia cố sườn thế này. Nhưng mà về cái việc dao động của cái lái á, thì nó cũng sẽ được hạn chế do có cái trợ lực nó đỡ lại. Còn đây là cái cốt xương sống nè, mình làm từ phần giữa sườn làm tới phía dưới gác chân luôn để cho nó vững vàng hơn, cũng như là mình sẽ cố gắng mình gia cố thêm cái phần gầm xe phía dưới này để cho nó đỡ bị dao động lên xuống, tức là nó sẽ làm cho ghi đông mình nó chuyển động tới lui trước sau. Rồi chạy sau khi mà làm sườn lại nha, buông tay rồi nha, buông hai tay luôn nha, không bị nha, không còn tình trạng quơ nữa nha. Rồi anh em nào mà đi xe điện là sẽ biết cái tình trạng nó quơ đó. Rồi giờ là không có quơ nha, hơn 40 số giờ luôn, thoải mái. Rồi các bạn coi cái phần kiềng sườn phía dưới nè, ở phía dưới tam giác nè, rồi cái kiềng ở phía trên nè, đây tam giác phía dưới nè, rồi kiềng phía trên, rồi nhìn nó vững vàng chưa, một tay nè, nó không có còn bị xỉa bậy nữa nha, thì phải như vậy nó mới đạt. Đó, nó phải vậy mới đạt. Rồi, phải vậy nè. Rồi để lên kia mình có vòng xoay mình quay đầu cho mọi người coi luôn. Không những mà đi đường thẳng không được quơ, mà vô cua cũng không được quơ. Còn đường thẳng mà thẳng là êm, mà vô cua mà quơ là chưa đạt nha. Rồi, nè một tay nha, hai vòng xoay nè. Ok, không quơ nha. Lúc mà mới cái con này á, cái con Felice này là con ổn nhất trong tất cả các xe luôn. Ổn hơn con S3 luôn. Nhưng mà con Felice này bị tình trạng là hễ cái xe mà nó nghiêng chút xíu là bắt đầu nó quơ. Nè, nghiêng nè, nghiêng nè, nghiêng nè, không quơ nha. Đó, mình dụng đích mình đánh lái nha, thì phải vậy nó mới ok. Rồi không đúng nè, nghiêng nè, nghiêng nè, đó thấy chưa, tầm này luôn đó, tới tầm này. Rồi bây giờ sẵn test, mình sẽ test thử luôn coi cái xe nó có bị xỉa bậy không nha. Là khi mà có một cái dao động bất chợt tác động vào cái ghi đông thì nó có bị xỉa bậy không. Tại vì phần lớn mấy cái xe mà mình chạy á là nó bị tình trạng là đụng nhẹ ghi đông là nó xỉa bậy. Giờ thử nha.
đang dậy nè, đụng di động nè, không xỉa nha, đó không xỉa nha, đụng di động nè, xỉa nha.